Sáng Thế Ký đoạn 8 từ câu 13 đến câu 22. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mồng 1 tháng Giêng, nước đã giật bày mặt đất khô. Noe bèn dở mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi. Nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ còn đất thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Tạ ơn Chúa. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 1, Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Amen. Tạ ơn Chúa. Và xin mời mục sư. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng hôm nay là mới có ngày đầu năm, mà cách đây 2 ngày, và chúng ta đang ở trong trong một năm mới 2019, hôm nay ngày 3 tháng Giêng. Và chúng ta biết rằng cái ngày mùng 1 tháng Giêng ở trong Kinh Thánh thì có 7 lần chép như vậy. Và trong năm mới thì như anh Phúc có nói rằng chúng ta nhiều người có những điều, có những sự quyết tâm làm những việc mới. Và trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng mùa xuân là cái mùa khởi đầu cho mọi việc, và chúng ta có một cái ý định cho một cái năm mới, và ai cũng ước ao những điều tốt đẹp. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái đoạn Kinh Thánh về cái cơn đại hồng thủy mà sau khi Đức Chúa Trời dựng Adam và Eva thì mọi người sinh sản đầy dẫy trên đất, nhưng mà người ta phạm tội và Chúa mới nổ một cơn đại hồng thủy hơn một năm và tận diệt hết tất cả những sinh vật ở trên đất, trong đó có người nữa. Sau đó thì những người chỉ có Noe và gia đình Noe và những thú vật mà Noe đem vào trong tàu thì sống lại, và chúng ta tạm gọi như Noe là Adam thứ hai trần thế gian. Vậy thì trong cái bài học ngày hôm nay có điều gì để mà có 5 điều để mà dạy dỗ chúng ta. Và thứ nhất là dỡ mui tàu. Thứ hai là ra khỏi tàu, mà từ câu 16 câu 19. Và thứ ba là đọc một bàn thờ cho Chúa. Và thứ tư là cắt đứt những cái sự rủa xả, những sự ngăn trở, những cái cũ kỹ hay là những cái thất bại của đời sống cũ, hoặc là những cái năm trước, năm cũ. Rồi thứ năm là cái tôi dùng đoạn tiếp theo là câu 1 của đoạn 9,
và Chúa ban phước để chúng ta tăng trưởng về mọi mặt. Bây giờ chúng ta hiệp ý nhau để chúng ta cầu nguyện sau khi trước khi nghe lời Chúa. Hằng ơi Mưu Gia, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì Chúa ban phước cho đời sống mới chúng con được nhóm hiệp lại nhau trên đường dây trong ngày đầu năm này. Con cảm tạ ơn Chúa và Chúa cũng dùng con để ban phát lời Ngài. Nguyện xin Chúa sức giàu trên chính mình con và sức giàu trên tất cả quý ông bà anh chị em. Tôi con Chúa trên đường dây giờ này được sự sức giàu mạnh mẽ của Ngài, được sự bứt phá mạnh mẽ của Ngài để chúng con được lắng nghe tiếng Chúa. Và chúng con có một sự bứt phá mới trong cái năm 2019 này, để chúng con biết ý định Chúa trong cái khúc Kinh Thánh này, và cũng là ý định của chúng con trong năm mới này. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta nói về cái đoạn thứ nhất trong cái năm ý mà ở trong cái đoạn Kinh Thánh cô Hồng vừa đọc, bà Noe dở mươi tàu. Vì Thánh Kinh chép rằng năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, thì nước đã giật bài cỏ đất khô. Và Noe bàn dở mươi tàu mà nhìn, này đất đã xe. Tức là câu 13 đó. Và chúng ta biết rằng Noe đã phân cái ý Chúa, vì nếu tính từ cái ngày vào tàu mà cho đến cái ngày ra khỏi tàu thì gia đình Noe ở trong tàu 1 năm 17 ngày. Thì chúng ta biết thời gian đó cũng khá dài với cái cuộc đời của Noe. Và cũng nếu chúng ta mà ở trong một cái nhà tù hay là ở trong một cái không gian nào mà chật hẹp như chiếc tàu như vậy trong một năm, hơn một năm, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta có đôi khi chúng ta cũng có những cái thời gian như vậy, nó kéo dài trong một cái gian truân khó khăn. Thì cái một năm mà 17 ngày này mà nó tượng trưng cho cái cuộc đời của tất cả một con người theo Chúa cũng đều phải có những cái thử thách và gian truân như vậy. Giàu được an toàn trong cái chiếc tàu mà ông đắm đó, vì cái tàu đó kích thước là dài 300 mét, rộng 50 mét và cao 30 mét. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà con tàu dừng, tức là nước đã rút rồi ấy, thì có thể là chúng ta cũng, dù Kinh Thánh đã chép trong cái đoạn trước, chúng ta thấy rằng ông cũng đã thả thử chim quạ, chim bồ câu ra để xem thử nước đã rút hết chưa. Đó. Và Noe không có vội vàng ra của tàu, nhưng ông đã dùng chim bồ câu, rồi thăm dò, rồi đến nhìn thấy. Và khi nước đã xe rồi thì ông phải chờ lệnh của Đức Chúa Trời truyền lệnh. Tăng cao mình lên thì Noe hành động một cách rất là cẩn trọng, khôn ngoan. Và cái đó là cái điều mà để chúng ta học hỏi và dạy dỗ ngày hôm nay. Có nghĩa là khi chúng ta bất cứ trong năm mới, chúng ta bất cứ làm việc gì thì chúng ta cũng phải xem xét lại cái ý định đó có phải đẹp lòng Chúa hay không. Cái việc làm của năm này, năm mới này, chúng ta phải có sự cẩn trọng. Còn như vậy thì như thế nào đẹp lòng Chúa thì chúng ta thực hiện. Hoặc là nếu chúng ta nghe được tiếng Chúa phán theo ý của Đức Chúa Trời thì chúng ta làm những việc đó. Đó nên là chúng ta học với trong cái Noe cái đoạn này, để chúng ta khi mà nước đã rút nhưng mà ông cũng vẫn chưa bước ra khỏi tàu, và ông cũng chờ cái mạng lệnh của Chúa để ông bước ra khỏi tàu. Đó là cái bài học thứ nhất, mà cái bài học về phân phục. Vì ngày xưa Noe đã nhờ con tàu mà sống trong cái cơn đại hồng thủy để hủy diệt hết mọi người tội lỗi, và nhờ cái con tàu đó mà cái cuộc sống mới ngày nay chúng ta cũng có một cuộc sống mới. Mà cái trong cái ví dụ mà chúng ta thấy rõ là khi chúng ta ví dụ như chúng ta đang ở Việt Nam, dù đi qua Mỹ bằng cách như thế nào nữa, hoặc vượt biên, hoặc đi máy bay,
Nhưng mà chúng ta đến một cái vùng đất mới thì chúng ta cũng có một sự ngỡ ngàng đó. Cho nên khi mà chúng ta có một sự đất mới thì cần có cái sự hòa nhập với nơi đó. Khi Chúa mà cứu chúng ta từ một cái con người có tội trở nên một con người được dựng nên mới, và Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta từ một đời sống cũ đến một đời sống mới, thì chúng ta cũng giống như một cái con người mới đó. Và con người mới đó thì Ngài có thể cho chúng ta biết rằng cái về vấn đề thuộc linh của chúng ta thì như thế nào. Trong Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17 nói rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì ăn năn tội thì chỉ có một đấng mà Chúa Giêsu Christ đã tha tha tội cho chúng ta. Nào, Ngài có quyền tha tội chúng ta và Ngài tái sinh cái cuộc đời chúng ta. Nào, và chúng ta bắt đầu trở thành một cái nhân vật, một cái con người mới, một tâm linh mới đó. Và điều điều thứ hai là Noe ra khỏi tàu. Tức là đầu tiên là dỡ cái mui tàu, dỡ mui tàu mà cái hình hình ảnh mà chúng ta thấy cái dỡ mui tàu rồi. Và cái ra khỏi tàu mà trong câu 16 và câu 10 đến câu 19. Câu 16 đến câu 19 thì nó Đức Chúa Trời bàn phán với Noe rằng: hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ các con ngươi và các dâu ngươi, hãy thả ra với ngươi mọi vật sống, các vật xác thịt cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào con trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai, con dâu ra khỏi tàu. Và chúng ta biết rằng là khi Noe ra khỏi tàu, là có một bắt đầu một cái cuộc sống mới. Mà chúng ta biết rằng cái gì mà chúng ta đụng đến một cuộc sống mới thì chúng ta đều gặp nhiều khó khăn, đều gặp gặp nhiều trở ngại. Khi chúng ta tin Chúa xong cũng vậy, không phải ai tin Chúa xong mà người ta sẽ được một cái sự thịnh vượng ngay, hay mà sẽ được một cái sự thuận lợi, nhưng mà sẽ gặp những cái nhiều cái điều trở ngại, nhiều cái điều có thể là bị bắt bớ, có nhiều điều khó khăn. Vì người xưa người ta cũng cũng nói rằng: vạn sự khởi đầu nan. Cái khi cái gì bắt đầu á, cái gì mà chúng ta mới bắt đầu mà chúng ta đều gặp khó khăn ấy. Cho nên khi cái những người mà họ định cư nơi đất mới á, là người ta hiểu được cái vấn đề này, thì giống như chúng ta mới tin Chúa vậy. Khi chúng ta tin Chúa mà chúng ta muốn những cái nhiều người họ tin Chúa nhưng mà họ tin theo tin giấy tờ thôi, họ tin mà họ cuộc đời họ không có chịu hạ cái phần xác thịt của họ, cho nên khi cuộc đời họ cũng vậy thôi. Hiểu không? Nên khi họ cũng giống như một cái người, nhưng mà cái người mà chịu giao cái phần bản ngã của mình, để cái bản ngã mình để xuống, để mà Chúa làm chủ trong đời sống mình, thì cái cuộc sống nó bắt đầu, và cuộc sống đó nó bắt đầu đi vào cái con đường hẹp, mà con đường trở ngại. Cho nên khi chúng ta thấy rằng khi tin Chúa thì chúng ta có những người chúng ta thấy những sự trở ngại đó, mà Chúa có một thử thách để chúng ta coi thử chúng ta thấu lui hay là chúng ta bước đến. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Nếu chúng ta chịu khó bước đến, tức là chúng ta bước qua, thì Chúa sẽ ban phước chúng ta mới hơn. Cái điều đó quan trọng, cũng giống như những người nhập cư Hoa Kỳ thì có nhiều người khó khăn ban đầu nhưng mà chịu hòa nhập với cuộc sống ở Hoa Kỳ, thì qua cái gian nan thử thách đó thì họ họ trở nên được, họ được những sự phước hạnh. Nhưng mà có nhiều người thì họ không muốn không chịu đựng được cái khó khăn, và họ có nhiều người họ muốn quay về Việt Nam đó, và rồi họ mua vé họ về Việt Nam đó. Cho nên khi chúng ta thấy cái cuộc sống thuộc mình của chúng ta cũng y như vậy, khi mà
dân Israel ra khỏi Ai Cập, tức là xứ Ai Cập, thì Đức Chúa Trời đã rẽ cái biển đỏ cho dân sự họ đi qua như trên đất khô. Và trong sa mạc nắng cháy đó, thì ban ngày có tụ mây để che nắng, ban đêm có tụ mưa xoa sáng để dẫn đường. Mà đâu khi đó thì là có mana ăn, mà nhưng mà rồi ăn mana hoài họ cũng chán, rồi họ muốn quay về, họ muốn quay về Ai Cập, họ muốn trở lại Ai Cập, vì họ nói rằng thà họ làm phục dịch cho, họ làm nô lệ cho cái dân Ai Cập mà còn còn hơn ở đồng vắng này, bởi vì ở dù mà cực khổ ấy Ai Cập nhưng mà có thịt cá ê hề, có dư hành của kiệu đang mà kinh thánh chết chúng ta thấy vậy. Cho nên trong cái cuộc sống chúng ta, trong cái bài học ngày hôm nay là chúng ta thấy rằng khi Noe ra khỏi tàu thì Noe chứng tỏ là bắt đầu một cuộc sống mới, và cuộc sống mới đương nhiên mà phải có khó khăn. Nó giống như cái khi mà Môi-se đi ra khỏi đồng vắng thì Môi-se bắt đầu nghe Đức Chúa Trời phán và dựng một cái lều tạm. Khi chúng ta cũng vậy, khi chúng ta mới đến một cái vùng đất mới thì chúng ta đâu có ai đủ tiền mua nhà, người đâu phải thuê nhà cái đã, đó là lều tạm. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng ngày mùng 1 tháng Giêng ngươi sẽ dựng nên lều tạm. Đó cũng là ngày mùng 1 tháng Giêng. Chúa phán vào ngày đầu năm của khi mà đi ra khỏi Ai Cập, thì đang trong xuất Ai Cập ký đoạn 40 câu 1 đó nói, ngày mùng 1 tháng Giêng ngươi dựng đền tạm. Và theo những điều ghi chép trang sách của xuất Ai Cập ký, thì sau khi dân Israel ra khỏi Ai Cập có ba việc quan trọng xảy ra. Ba việc ấy là qua khỏi biển đỏ, rồi nhận luật pháp, rồi dựng đền tạm. Và nó thực tế hơn là vượt qua biển đỏ và tiếp nhận luật pháp mà chuẩn bị để dựng một cái đền tạm cho Đức Chúa Trời. Mà muốn dùng cái đền tạm đó thì dân sự Israel phải thấm lãnh họ, còn thờ phượng Đức Chúa Trời và phân phục Ngài. Mà khi hoàn tất những công việc của để chuẩn bị những khí cụ thánh đến cái ngày mùng 1 tháng Giêng, thì Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se dựng đền tạm. Từ đó Môi-se bước vào sự phục vụ mới trước ngày họ phục vụ của vua Pharaoh, nhưng mà ngày nay họ bắt đầu học tập cái sự phục vụ Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa cũng vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa thì ngày trước, những ngày trước khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta thờ thần tượng, chúng ta theo đạo Phật thì thờ Phật chẳng hạn, rồi thờ ông bà, thờ cúng tổ tiên đủ thứ. Nhưng mà đến cái khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta bắt đầu dựng cái lều tạm. Dựng lều tạm có nghĩa là chúng ta thờ phượng chỉ mình Đức Chúa Trời thôi. Đó. Nên chi cái bài học thứ hai này là để chúng ta thấy rằng, để chúng ta thấy mà Noe ra khỏi tàu, mà chúng ta bắt đầu ra khỏi cái con tàu khi mà chúng ta tin nhận Chúa, mà chúng ta ra khỏi con tàu của đời sống cũ đó, cái đời sống cũ của chúng ta, cái đời sống thờ hình tượng, hoặc là cái đời sống mà tù túng, cái đời sống nô lệ, hay là nô lệ cho những cái thằng khác, ví dụ vậy. Đó là chúng ta thấy rằng chúng ta ra khỏi được cái con tàu đó. Và điều thứ hai, trong cái năm mới này chúng ta phải học cái điều thứ hai đó là ra khỏi tàu. Điều thứ ba nữa là Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Lúc đầu mà chúng ta chỉ có học cái điều đền tạm thôi. Bây giờ Noe lập một đền thờ cho Đức Giê-hô-va trong câu 20. Noe lập một đền thờ cho Đức Giê-hô-va và bác các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Cái điều này thì chúng ta có một cái liên hệ nữa là ở trong khi điều thứ ba trong cái ECCA để dọc trong kinh thánh chép vào trong cái sách lịch sử, sách sử thứ hai đoạn 29 câu 17 chép rằng ngày mùng 1 tháng Giêng chúng khởi việc dọn đền cho sạch.
Vì chúng ta biết rằng là cái đền thờ mà khi khi mà dân Israel bị bắt vào phun tù ra khỏi qua bên Babylon 70 năm, và sau đó thì người ta được trở về và người ta bắt đầu người ta dọn đền thờ. Đền thờ với cái đền tạm là hai cái chỗ khác nhau. Đền tạm là cái tính cách tạm thời, có thể di chuyển nơi này sang nơi khác. Và cái khi mà dân Israel ở trong đồng vắng thì Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng làm cái đền tạm. Nhưng mà đền thờ là khi Israel phiêu lưu trong đồng vắng rồi thì Đức Chúa Trời mới đến cái thời của Sa-lô-môn thì Đức Chúa Trời mới cho xây dựng một cái đền thờ. À, nói về hình bóng mà đền tạm là dự biểu về Đấng Christ để thống soát tín đồ, Ngài dẫn đường và tranh chiến cho chúng ta. Còn đền thờ là dự biểu về Đấng Christ là vua của cái năm mà thiên thiên niên và cái thời đại của sự yên nghỉ và thờ phượng. Và chúng ta có khi so sánh giữa cái đền thờ và đền tạm, chúng ta thấy rằng có trong cái thời gian mà tăng thờ Ezechiên thì có những cái ngẫu tượng và những cái vật ô uế, cho nên chi là trong Kinh Thánh sách thứ hai lịch sử đoạn 29 câu 17 đã chép rằng phải làm sạch đền thờ. Về Ezechiên là đã làm sạch đền thờ vào cái thời đó. À, như vậy nước Juda không bị mất đầu ta Ezechiên và đền thờ, và được bị những cái ô uế vì người ta đưa hình tượng vào trong cái thời gian đó. À, cho nên riêng là phải làm sạch đền thờ. À, bởi vậy nên riêng ngày mùng 1 tháng giêng của cái năm của bất cứ một cái năm nào mà đầu năm mà chỗ này mà Chúa nhắc nhở chúng ta phải làm sạch cái đền thờ. Một sự cái đền thờ đó mà có thể là cái hậu thánh của chúng ta có những điều gì mà chúng ta thấy rằng cần phải thanh tẩy thì chúng ta cần phải thanh tẩy. Chúng ta phải nêu những ý kiến ra để cho mục sư cũng như ban chấp hành người ta thấy những cái điều mà năm qua làm như vậy là nó chưa được thánh khiết, chưa được thanh sạch ở trong cái đời sống, hay là ở trong hội thánh, ở trong các chấp sự hay trong công việc mà chúng ta phục vụ. Chúng ta thấy chưa được thì chúng ta phải thanh tẩy để chúng ta làm sạch nơi thánh, nó đó là hội thánh. Còn nếu như trong bản thân thì chúng ta biết rằng bản thân của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, cho nên khi bản thân chúng ta cũng phải làm sạch cái bản thân của chúng ta. Chúng ta phải xét lại trong một năm qua, chúng ta có những điều gì mà chúng ta không đẹp lòng Chúa, có những điều gì mà chúng ta thấy rằng mà còn ô uế, còn chưa đẹp và chưa chưa đẹp lòng với những anh chị em ở trong hội thánh, thì chúng ta phải ăn năn với Chúa. Chúng ta chưa tha thứ ai thì chúng ta phải tha thứ. Đó đó là làm sạch đền thờ. Và cái điều một điều nữa là cần nhất là lập một cái bàn thờ để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong cái này có chi tiết nhỏ là dùng các súc vật thanh sạch, cái mùi chiên thanh sạch mà dâng lên một cái của người thiêu. Đó. Và cái điều thứ tư mà chúng ta học nữa là chúng ta phải cắt đứt cái sự rủa sả. Cắt đứt cái sự rủa sả có nghĩa là chúng ta cái đôi khi chúng ta bị cái sự rủa sả từ do cha mẹ không tin kính, hoặc là do một cái sự rủa sả nào đó, bởi vì nhiều do cái hậu quả của tội lỗi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái bệnh tật, hoặc là chúng ta có những cái bệnh tật thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà có bệnh tật do cái hậu quả. Ví dụ như ngày trước khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta hút thuốc, ví dụ vậy, hút thuốc lá, thì hút thuốc thì chúng ta sau đó mà chúng ta phải bị bệnh viêm phổi chẳng hạn. Đó thì cái hậu Chúa thì khi mình bỏ thuốc thì Chúa tha tội cho mình, nhưng mà cái hậu quả của tội lỗi của mình hút thuốc thì mình phải
chịu cái hậu quả đó, có thể bị viêm phổi, hoặc là có thể bị nặng hơn là ung thư phổi chẳng hạn. Đó đó là cái hậu quả của mỗi thì chúng ta phải gánh chịu. Cho nên nhân trong cái năm mới này thì chúng ta phải cắt đứt cái sự đổ xả đó. Chúng ta muốn cắt đứt sự xả thì đời sống mới chúng ta không như cái đời sống cũ nữa. Bất cứ những lời nói, hành động và cử chỉ, tư tưởng của việc làm chúng ta như một cái thức hương có mùi thơm để dâng lên cho Chúa. Và Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta vì mọi người mà không rủa sả đất nữa, vì tâm tánh mọi người vẫn xấu, ta từ khi còn trẻ ta chẳng thể hành các vật sống như ta đang làm. Hễ đất còn thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cũng như mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Amen. Chúng ta thấy Chúa, khi mà chúng ta dâng lên Chúa bằng một cái cuộn bể, mà cái đó không phải khi trước là lập cái bàn thờ dâng cuộn bể là có phần trên là khác, cũng có phần này khi Đức Chúa Trời nhận lấy cái mùi hương đó mà cái đời sống của chúng ta. Cái đời sống chúng ta làm những cái việc, những cái hành động tốt, những lời nói tốt mà khích lệ cho người khác, đó là những cái mùi hương thơm và cắt đứt được cái sự rủa sả. Cắt đứt bằng rủa sả bằng cách như vậy, chứ không phải là chúng ta cắt đứt bằng rủa sả là nhân danh Chúa rồi cắt cái này cắt cái kia. Không phải, nếu chúng ta không có hành động thì cái sự rủa sả nó vẫn còn, mà chúng ta phải cắt cái rủa sả bằng cái hành động, là đời sống mới chúng ta phải được thánh khiết. Và trong cử chỉ, việc làm, tư tưởng, hành động chúng ta phải có một như một cái thức hương có mùi thơm để dâng lên cho Chúa. Amen. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải thực hiện trong cái năm mới này. Cái thứ năm, điều thứ năm, điều thứ năm là Đức Chúa Trời ban phước. Tôi phải dùng cái đoạn qua cái đoạn chín. Thì thật ra ngày ngày xưa thì Kinh Thánh người ta viết viết thẳng luôn, không có câu và cũng không có đoạn. Còn sau này thì người ta phân đoạn ra. Thì cái nếu mà chúng ta đọc thêm ngày xưa thì cái câu câu này nó dính với cái đoạn trên. Vả ngày mùng 1 tháng Giêng thì người Babylon khởi hành, tức là ở trong Ezra đoạn 7 câu 9 câu 10, rồi nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người ta đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng 5, vì Ezra nhất nhất định chỉ tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va và làm theo, dạy cho dân Israel biết những điều luật pháp trong giới mạng. Cái chỗ này là chúng ta có hai cái sự liên hệ, nó giống nhau. Mà khi mà Đức Chúa Trời ban phước thì chúng ta thấy rằng cái người bên ông bị Chúa phạt, khi đó mà người ta bị đi đày đến 70 năm, và Ezra là bắt đầu là người đầu tiên trở về, và ông là một thầy dạy luật nên ông giữ và dạy cho dân Israel biết luật pháp và giới mạng. Và người cho có người cho là cái Thi Thiên 119 là do ông viết ra, nhưng mà cái điều đó thì chúng ta cũng chưa chưa biết chính xác được. Nhưng mà một chương dành cho thánh kinh là Ezra viết, vì ông là một văn sĩ thạo luật pháp của Mô-xe. Vậy nên gì chúng ta thấy rằng ngày nay cái tình trạng phục linh của dân Chúa, của hầu thánh là nó cũng còn có sự bấp bênh. Cho nên khi chúng ta nhân dịp cái ngày đầu năm thì chúng ta cần phải có cái sự ăn năn, và chúng ta cần có hoạch định một cái chương trình mới cho cái chương trình phục linh của chúng ta. Và trong năm mới thì người ta thường hay hoạch định cho cái kế hoạch làm ăn, cái điều đó cũng rất là tốt. Nhưng mà chúng ta trong phục linh thì chúng ta cần cũng phải có một cái hoạch định giống như công việc làm ăn vậy. Trong năm mới thì chúng ta có kế hoạch rằng làm chỗ này chỗ kia, làm việc này việc kia, ví dụ vậy. Thì đó là cái ý định mà chúng ta làm việc. Có người thì muốn mở thêm tiệm nail, ví dụ vậy. Có người muốn di chuyển nhà ở chỗ này chỗ kia, hoặc là thay đổi nhà nhà cửa, ví dụ. Đó là cái điều rất là tốt cho cái năm mới.
Nhưng mà trong thuộc kinh chúng ta cũng phải có hoạch định một cái chương trình cho trong cái thuộc kinh chúng ta. Ví dụ như năm cũ mà chúng ta chỉ đọc mới có nửa quyển kinh thánh, hay là chúng ta chỉ đọc được 1/3, hay là mỗi một hai sách, theo bao nhiêu sách đó, thì năm nay chúng ta quyết định phải đọc tăng lên. Ví dụ vậy. Trong giờ cầu nguyện thì chúng ta phải có những cái thì giờ nhất định để chúng ta cầu nguyện với Chúa, và chúng ta tăng cái giờ cầu nguyện lên. Đó. Trong năm mới thì trong cái thuộc kinh chúng ta phải có những cái điều mà chúng ta có một sự tăng trưởng trong đó, để chúng ta có một cái sự kết ước với Chúa và làm một cái điều mới cho Ngài. Đó. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15-17 rằng vậy hãy giữ khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan hãy lợi dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, phải biết rõ ý muốn của Chúa mình thế nào. Nguyện Thiên Chúa cũng chúc phước cho quý vị là xứng đáng được là một người dựng nên mới, và nhất là chúng ta ở trong cái đường dây của đời sống mới, giống như một hậu thánh. Dù là hậu thánh đó chúng ta không có thể là những người biết mặt nhau, có người chúng ta không biết mặt nhau, nhưng mà chúng ta biết rằng sự nhóm lại chúng ta là hậu thánh, và chúng ta phải làm xứng đáng cho một người dựng nên mới trong Chúa, và biết khôn ngoan, biết lợi dụng thì giờ. Nếu quý vị nào chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, thì nhân cái cơ hội này trong năm mới 2019 hãy quay trở lại về cùng với Chúa Giêsu và ăn năn tội để dọn sạch tấm lòng, hầu được sống thay đổi với sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới, sống một cuộc đời sống vui thỏa sang Chúa với Chúa Giêsu. Đó là cái lời kêu gọi của tôi. Nếu người nào nhân cơ hội này mà quý vị vào trong đường dây mà quý vị chưa tiếp nhận Chúa, thì giờ này là giờ thuận tiện, giờ này là giờ mà quý vị tiếp nhận Chúa để làm cứu Chúa đời sống mình. Đó là một lời kêu gọi mà chúng tôi kêu gọi những anh chị em nào không phải vào ngày hôm nay mà chúng ta vào trong YouTube, thì chúng ta nghe qua bài giảng này, nhân dịp trong cái đầu năm mới 2019 này, quý vị tiếp nhận Chúa và có thể text message cho chúng tôi, hoặc là quý vị tìm một cái hội thánh nào gần nhất để quý vị xin nhận cái đức tin của mình để làm cứu Chúa đời sống mình. Trong cái điều thứ năm mà Đức Chúa Trời ban phước, trong cái kinh thánh, cái đoạn kinh thánh mà cô Hồng khi nãy đọc á, mà Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và ngầm đầy dẫy trên mặt đất. Đó. Cái sanh sản này nó có vừa ý nghĩa về thuộc thể mà nó có ý nghĩa về thuộc linh nữa. Chúng ta biết rằng sanh sản có nghĩa là chúng ta làm sự phát triển đó. Đó. Ví dụ như một người mà làm thịnh vượng trong tài chính, đó là người ta làm biết sanh sản về tiền bạc. Sanh sản là như vậy. Chúng ta làm có ích cho những công việc của Chúa, chúng ta làm tăng thêm những người tiếp nhận Chúa, tăng thêm công dân của nước trời, chúng ta kêu gọi nhiều người tiếp nhận Chúa, thì đó là chúng ta cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc sanh sản. Chúng ta làm thêm nhiều linh hồn để được cứu nữa, nên là nguyên tắc sanh sản. Ông Noe được Đức Chúa Trời ban phước, và trong ngày đầu năm mới này, chính cái sự ban phước đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải tiếp nhận rằng chính Đức Chúa Trời cái lời hứa này là ban phước cho chính chúng ta và gia đình của chúng ta. Là Đức Chúa Trời ban phước cho Noe, nhưng mà mình bây giờ mình nó ban phước cho chính mình con và các con trai người trong cái gia đình mình, mà phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm đầy dẫy trên mặt đất. Sanh sản là chúng ta biết rằng sanh sản là chúng ta phải hiểu kể cả thuộc thể và trong thuộc linh nữa, chúng ta phải có một cái sự sung mãn trong cái thuộc thể và sung mãn trong thuộc linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 câu 6, Đức Chúa Trời cũng ban phước cho chúng ta.
Ngày nay Đức Chúa Trời ban phước chúng ta mà thiên đường ngợi khen Đức Chúa Trời là cha, ngợi khen Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên tầng trời. Trước khi thắng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đã làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển, sự ân điển Ngài ban cho chúng ta một cách nhân không trong con yêu giáo của Ngài. Đó cái lời chúc phước trong Ê-phê-sô, và đó là chúng tôi muốn minh họa thêm cái lời chúc phước mà Đức Chúa Trời chúc phước cho Noe, thì sinh sản thêm nhiều, đó là chúc phước cho chúng ta. Một câu kinh thánh nữa trong thư thứ nhì của Phi-e-rơ đoạn 1 câu 3 câu 4 chép rằng quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết rằng đấng lấy sự vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Bởi sự vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được vánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đấy, mà trở nên người giữ phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta, amen. Amen, vì chúng ta thấy này, đây là cái lời hứa của Đức Chúa Trời, và biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ hứa suông, mà hứa nếu chúng ta tiếp nhận cái điều đó, thì trong năm mới này chúng ta sẽ được những cái điều đó. Chúng ta sẽ khiến được đánh lấy sự vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi sự vinh hiển và nhân đức đấy, Ngài ban lời hứa rất quý đến chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được vánh khỏi sự hư mất của hư nát của thế gian bởi tư dục đấy, mà trở nên người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn, ai cũng muốn cố gắng để được tốt đẹp, nhưng mà không thể nào, tự chúng ta không thể làm công đức, tự chúng ta không thể làm để cố gắng trở thành người tốt được. Nhưng mà chúng ta cần nhất là Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để chúng ta trở nên người giữ phần cái bản tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà cho chúng ta được giữ phần cái bản tánh của Ngài, và đem chúng ta vào cái dòng dõi mà được lựa chọn, mà thầy tế lễ nhà vua và người rao giảng phúc âm cho Chúa cho thế gian. Như trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em mà dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, mà dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh chị em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng đón mặt đục của Ngài. Amen. Tóm lại thì hôm nay chúng ta học 5 điều mà trong cái đoạn kinh thánh này, trong 2019 này, xin quý vị và tôi phải áp dụng là thứ nhất là dỡ mưu tà. Dỡ mưu tà mà sao? Chúng ta phải vâng phục theo ý của Chúa. Đã. Dù mà chúng ta, cái tàu chúng ta đã cập có bến rồi, nhưng mà chúng ta phải không nên vội vã để làm theo ý của mình, mà phải làm theo ý của Chúa trong cái đoạn kinh thánh mà đã chết. Cái thứ hai là ra khỏi tàu. Ra khỏi tàu tức là bước ra khỏi cái phần tù túng, cái phần tối tăm xác thịt của mình, mà chúng ta phải dựng một cái lều tạm về tụng bên để chúng ta thờ phượng Chúa. Cái thứ ba là lập một bàn thờ cho Chúa. Và chúng ta biết rằng lập bàn thờ cho Chúa mà thân thể chúng ta cũng là đền thờ của Chúa. Bởi vậy nên chúng ta phải lập một bàn thờ cho Chúa bằng cách là thân thể chúng ta phải thánh khiết. Chúng ta cần cái đời sống của chúng ta phải có một sự đổi mới. Không có thể như cũ được, phải có sự đổi mới. Và cái thứ tư là chúng ta phải cắt đứt cái sự rủa xả và sự ngăn trở, là những sự tấu tăng, và trong danh Chúa Giêsu thì chúng ta phải ra lời những cái sự rủa xả, những sự ngăn trở, những cái sự mà trở ngại của cái năm cũ không còn nữa, và năm mới chúng ta bắt đầu có những điều mới, công bố những điều mới của Chúa. Và điều thứ năm là Chúa ban phước cho chúng ta tăng trưởng về mọi mặt. Vì Đức Chúa Trời ban phước cho Noe
và cùng con trai người thì Đức Chúa Trời cũng ban phước cho chúng ta và gia tộc chúng ta, dòng dõi chúng ta, con cháu chúng ta, phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, ngậm đầy dãy trên mặt đất, sanh sản này có nhiều ý nghĩa và thịnh vượng cả tục bên tục thể. Cuối cùng thì tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà chị em để khai thánh cái quyền năng của những ngày đầu năm mới này. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho bố anh chị em chúng con trong ngày đầu năm mới này, và chúng con vào thờ phượng trên đường dây để tôn vinh ca ngợi danh thánh của Ngài. Và chúng con biết rằng Chúa ở giữa cái sự ngợi khen, giờ này Chúa đang hiện diện trên đường dây chúng con, cùng nguyện xin thần của Ngài ban phước trên quý ông bà anh chị em chúng con ở trên đường dây này, mỗi người chúng con được nhận được sức mới trong cái năm mới 2019 này, để chúng con làm việc dư dật cho Chúa. Mời con cảm tạ Chúa rất nhiều, nguyện xin Chúa ban phước cho mỗi gia đình chúng con cắt đứt tất cả mọi những cái sự rủa xả của năm cũ, mọi cái sự thất bại của năm cũ, trong danh Chúa Giêsu cùng công bố rằng những cái sự thất bại đó, những cái sự mà ngăn trở của năm cũ không còn nữa, và năm 2019 này là một năm mới hoàn toàn, chúng con hoàn toàn mới và được thịnh vượng mọi mặt về thuộc thể cũng như về thuộc linh. Chúng con được tài chánh về dư dật, và chúng con được mạnh khỏe trong ơn của Ngài. Con cảm tạ Chúa rất nhiều, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mùa năm đã qua, thời gian trôi đi thân mau, con tạ ơn Cha luôn đồng hành với con trong từng giây phút. Đời sống có lúc giông tố, nhưng sự thiêng của Ngài giúp con vượt qua những giây phút quỳ gối khẩn cầu, là giây phút con nhận sức mạnh từ nơi Cha. Những danh Chúa Giêsu mọi gầm ghề không còn ngăn bước con, để con bước đi vững vàng lên chốn cao hơn. Giờ đây con cầu xin Chúa ơi, trong con muôn lòng trống rỗng, và làm mới lại trong con muôn thân linh ngây thơ. Xin cho con biết đến các ngày và lời dùng thì giờ sống cho Giêsu. Thời gian trôi đi thân mình.